quân đội nhân dân điện tử báo quân đội nhân dân điện tử tôi là quỳnh diệp rất vui được gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin podcast quân sự quốc phòng của báo quân đội nhân dân điện tử kính chào quý thính giả tôi là minh anh bản tin của chúng tôi được phát trên website www vn nền tảng spotify và kênh youtube của báo quân đội nhân dân Bản tin hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại tướng Phan Phan Giang tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Lương Cường chủ trì kỳ họp thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ ADMM Cộng. Quan sát viên quân sự diễn tập tình huống thử thách điển hình ở phái bộ. Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội khóa 15 dự hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, phát biểu trao đổi, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin với cử tri thành phố Sông Công những nét nổi bật về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, thông báo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước thời gian qua. Đồng chí bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thể hiện sự tin tưởng khi từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác trên địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đại tướng phan văn giang trân trọng ghi nhận tiếp thu ý kiến của các cử tri đánh giá các ý kiến đều hết sức tâm huyết giá trị thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của công dân với đất nước quân đội địa phương đối với một số ý kiến liên quan đến công tác quân sự quốc phòng chính sách hậu phương quân đội trong thẩm quyền của mình đại tướng phan văn giang giải đáp trao đổi kết luận cụ thể đồng thời giao các cơ quan chức năng bộ quốc phòng tổng hợp đề xuất phương án báo cáo thường vụ quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng giải quyết theo quy định các ý kiến khác Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết, sau đó phúc đáp các cử tri trong thời gian sớm nhất. Phát biểu tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhấn mạnh. Việc xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với các tập thể cá nhân đảm bảo chặt chẽ, nghiêm minh, khách quan, thấu tình đạt lý và quan trọng nhất là làm cho các tập thể cá nhân nhận thức rõ sai phạm của mình, có sức giáo dục gian đe và kịp thời có biện pháp khắc phục những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân. Đại tướng Lương Cường biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Thường trực Ủy ban Kiểm tra đã tổ chức kiểm tra, kết luận các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên rõ ràng chặt chẽ, nêu rõ bản chất sai phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, đúng nguyên tắc, quy trình quy định của đảng. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng tập thể cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 12 tập thể và 44 cá nhân. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường Sĩ quan Chính trị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích kết quả mà cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên chiến sĩ của Trường Sĩ quan Chính trị đã đạt được trong năm học vừa qua. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, kết luận quy định của trên về công tác giáo dục đào tạo tích cực đổi mới hiện đại hóa nội dung chương trình quy trình phương pháp dạy học chủ động ứng dụng công nghệ thông tin kỹ thuật số chuyển đổi số trong dạy học thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nhà trường thông minh tăng cường bám sát thực tiễn hoạt động công tác đảng công tác chính trị ở đơn vị cơ sở và sự vận động phát triển của đời sống xã hội để tiếp tục bổ sung hoàn thiện chuẩn hóa hiện đại hóa chương trình nội dung đào tạo thường xuyên làm tốt công tác khảo thí, kiểm tra, đảm bảo chất lượng đào tạo luôn ổn định và phát triển vững chắc, bảo đảm học viên tốt nghiệp ra trường có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Tiền Giang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm hỏi, chuyển qua của Bộ Quốc phòng đến các đại biểu, đồng thời thông tin một số vấn đề nổi bật trong công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội phong trào đền ơn đáp nghĩa của toàn quân thời gian qua. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, chu đáo, huy động nhiều nguồn lực cùng chăm lo người có công, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Quân đội luôn chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện chu đáo chính sách đối với người tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tích cực giải quyết tồn động chính sách sau chiến tranh. Trong ngày thứ hai của diễn tập tích hợp lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thành phần quan sát viên quân sự với vai trò trung tâm và nòng cốt trong hoạt động gìn giữ hòa bình ở các phái bộ đã diễn tập một trong những tình huống điển hình thường gặp trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ, đó là tuần tra đi qua trạm kiểm soát bất hợp pháp. Đây là giai đoạn diễn tập cao nhất, tức là tích hợp các tình huống với các tình huống được nâng dần độ phức tạp, với nội dung tập trung vào các thách thức nhiệm vụ của các quan sát viên quân sự nói riêng, cũng như hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc nói chung. Ngoài tình huống đi qua trạm kiểm soát bất hợp pháp, diễn tập tích hợp trên thực địa trong khuôn khổ chương trình đánh giá năng lực CEPPP giữa ba lực lượng quan sát viên quân sự công binh và quân y còn thực hành diễn tập các tình huống thu thập thông tin tại trạm kiểm soát gặp lãnh đạo địa phương thuyết phục về nâng cao quyền phụ nữ làm việc với các đối tác hỗ trợ nhân đạo mìn nổ khiến nhiều nhân viên liên hợp quốc bị thương kết hợp quy trình vận chuyển y tế đường không tuần tra hỗn hợp quan hệ với truyền thông và tiếp đón lãnh đạo phái bộ đến thăm Tại hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi năm 2023 của quân chủng Phòng không Không quân, 31 thí sinh tham gia hai phần thi gồm thi trắc nghiệm, thi viết chuyên đề và thực hành tuyên truyền chuyên đề với chủ đề Phụ nữ quân chủng trí tuệ bản lĩnh kỳ cương nhân ái. Tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Phòng không Không quân ưu tú, xứng danh bộ đội cụ hồ. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia nhiệt tình của các thí sinh, được thể hiện bằng nhiều tiết mục sinh động hấp dẫn. Các thí sinh đã làm nổi bật chủ đề tuyên truyền, liên hệ vận dụng vào chức trách, nhiệm vụ bản thân cũng như thực tiễn đơn vị. Tới kiểm tra nắm tình hình kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2023 tại Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn công tác Cục Chính trị quân khu 7 biểu dương đánh giá cao kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của trung đoàn trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý thời gian tới, Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn Gia Định cần triển khai nhiều biện pháp, trong đó coi trọng tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng phối hợp chặt chẽ với địa phương, đơn vị gia quân và gia đình chiến sĩ trong nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục bộ đội, chăm lo đời sống cán bộ chiến sĩ cũng như giải quyết tốt chế độ chính sách cho quân nhân. Hôm nay, Cục Xe máy Tổng cục Kỹ thuật tổ chức chấm thi cơ động Hội thi xe tốt lái xe giỏi toàn quân năm 2023 tại trường Sĩ quan Lục quân 2. Nội dung thi bao gồm hai phần, thi xe tốt và thi lái xe giỏi với 5 nội dung cụ thể: thi xe tốt, thi khu kỹ thuật xe máy, hoạt động ngày kỹ thuật, thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi nhận thức về công tác kỹ thuật và luật giao thông đường bộ, thi lái xe giỏi. Hội thi là đợt tổng kiểm tra, đánh giá kết quả công tác kỹ thuật xe máy của các đơn vị toàn quân nói chung, trường sĩ quan lục quân 2 nói riêng trong những năm qua, kịp thời rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế tồn tại đối với công tác kỹ thuật xe máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng ngày, Cục Quân y phối hợp Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng, khai mạc hội nghị tập huấn hồi sức cấp cứu chống độc toàn quân năm 2023. Hội nghị nhằm cập nhật bổ sung kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng thực hành hồi sức cấp cứu, chống độc cơ bản và nâng cao. Qua đó nâng cao năng lực xử trí cấp cứu, hồi sức chống độc cho cán bộ, nhân viên quân y trong thực hành lâm sàng và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân tại các tuyến quân y. Tại hội nghị, các học viên được nghiên cứu trao đổi những nội dung trọng tâm về cập nhật vấn đề mới trong phát hiện sớm, chẩn đoán và xử trí đột quỵ não, cấp cứu điều trị bệnh nhân đa chấn thương, cấp cứu say nóng, say nắng trần đoán sớm và xử trí đợt cấp hen phế quản, cập nhật phản vệ và ngộ độc thuốc tê. Cục xe máy tổng cục kỹ thuật tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân kho G106, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội và sơ kết 25 năm kết nghĩa quân dân giữa kho G106 và xã Thủy Xuân Tiên. Thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, những năm qua, lãnh đạo chỉ huy tổng cục kỹ thuật luôn hướng về cơ sở, dành sự quan tâm đặc biệt giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa vùng căn cứ cách mạng các cơ quan đơn vị của tổng cục xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó với cấp ủy chính quyền nhân dân địa phương nơi đóng quân làm tốt công tác dân vận với nhiều nội dung hình thức phong phú đa dạng thiết thực hiệu quả có ý nghĩa sâu sắc Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin podcast quân sự quốc phòng hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân Điện tử. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong bản tin ngày mai.